đây là cơm nắm. Bạn gia nhà mình rất là thích ăn món này. Cơm này thì mình đang trộn với lại một ít gia vị dành cho em bé của Nhật, còn với lại thuốc cá hồi đó. Thuốc cá hồi dành cho em bé thôi. Ăn chứ còn không được bóc rồi con xé là như vậy. Rồi hết rồi. Này ăn ăn đấy hả, bỏ vào đây. Rồi ok. Uống nước. Bây giờ đến giờ ăn miếng thanh long.